Tại nhà Vân Cám, vẫn là Thái Bình. Vân Cám, Quỳnh Phụ Thái Bình. Quỳnh Phụ Thái Bình. Quỳnh Côi hay Quỳnh Phụ? Đây Quỳnh Côi chứ thằng Quỳnh Phụ. Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ. Thế thì vẫn đúng. Huyện Quỳnh Phụ. Đây là Quỳnh Côi. Quỳnh Côi. Những tác phẩm rất xinh xắn. Mili Tầm Trung. Cái si dáng độ rất đẹp. Đang tả đa tiếp bông. Bác Vân Cám. Rất tiêu chuẩn về độ chảy. Độ dàn đua của thập phẩm. Và cái bên là một tác phẩm cổ. Đúng là một dáng tự nhiên. Như một mâm xôi. Quá tuyệt vời. Đấy. Xanh quê như thế này. Nhìn rất giá trị. Có một con rùa ngóc đầu lên. Tuyệt vời. Và những tác phẩm đang được nuôi rất nhiều. Rất nhiều phôi. Cái nào có một cái cành này bị rơi xuống cái này. Cái cành cái nào rơi xuống cái này nhỉ? Ủa. Mua vào 380 á? Mua này 380 thì đòi thấy có hơn tỷ. Ui dồi. Mua được Bắc Ninh. Mua ở triển lãm Bắc Ninh à? Không, mua được. À của ông được. Rồi, ông được thì vườn đẹp rồi. Được Thời Sơn gì này? Được. Mua của anh được từ Sơn như vậy, từ đâu phải Bắc Ninh? Được từ được Sơn đấy, từ Hanaka đấy. Ừ, từ Sơn. Thế mà bây giờ đòi đến tiền tỷ rồi. Đấy, nếu gặp cận mày thì sẽ bán được rất lãi. Và lãi rất lớn. Những tác phẩm tuy là vẫn tiếp tục nuôi, chắc muốn tạo thêm bông tán. Để khép ta tán những cành bên này. Chúng ta xem lại bộ bè của nó. Bả tay cành. Xem có điều gì đặc biệt mà lại cũng đòi lên tiền tỷ. Đúng là cành bên này rất đẹp. Vấn lợn. Thật dễ. Và xem ngọn của nó. Đúng là rất rụt rịp chút chín. Và có lẽ đây mới là tác phẩm đáng giá. Giá trị chơi luôn. Quá đẹp, quá đẳng cấp. Đó là một cây đẳng cấp trong vườn. Tôi sẽ quay bóng của nó. Và bây giờ quan sát chi tiết.
dễ đào hoa thân. Cành thì cũng chín. Rất ngắn, cắt giật từ trước. Và thậm chí những cành này không phải cắt giật mà được nuôi tạo thành. Đúng là giá trị thật. Đây những cành này thì chắc là nuôi chứ không phải gọi là cắt giật. Cành bên này chỉ có cắt bớt đi thôi, cũng là cành nuôi. Và trên ngọn của nó cũng là cành nuôi. Nói là tác phẩm này rất giá trị về nghệ thuật cũng như là cách làm của một cây đẹp như thế này. Đặc biệt có một cành hoành ra, có một cành vừa đổ xuống rồi lại chuyển sang ngang. Riêng cái cành của nó cũng rất tuyệt vời rồi. Một cái cành hoành như thế này. Đấy, đổ xuống lại rất là uốn lượn. Với góc nhìn khác, chúng ta quan sát tác phẩm đẹp trong vườn. Ngắm lại sự đổ của cành hoành chuyển xuống rồi lại sang ngang mà lại không cắt giật. Này, những cành này là cành nuôi rồi, nó giá trị. Quá tuyệt tác. Tôi không thể rời mắt được cây này. Trong khi đó bên cạnh cũng có những tác phẩm cũng rất cổ, nhưng tôi lại không muốn quay. Cưỡi ngựa xem hoa vậy. Trời rất nắng. Anh em đừng chờ ở ngoài kia. Và có lẽ tôi cũng sẽ kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.